Đói quá, chẳng có gì để ăn. Sao cuộc đời này không có cái gì để ăn vậy? Dượng ơi, Dượng cứ để con đói này mà được à? Dượng vừa lòng Dượng quá mà. Đây, ăn đi cô. Ăn đi cô. Gì đấy? Giờ Dượng lại cho con ăn con rùi chết nè. Mày gà lắm. Đây, 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 để con ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Tiên sư mày, cho bố mày ăn rùi à? Ê, ai biểu Dượng bắt con ăn? Tham gia trò chơi trốn tìm nhận ngay giải thưởng lớn. Cái gì đấy con? Dượng không biết chữ đúng không? Mấy ngày nay con bận, Dượng về nhà đi. Cái gì? Thế nhá, bye bye. Tao biết rồi đấy nha. Sao thoát tao được? Sao chàng không tự làm đi? Suốt ngày bắt thiếp cỏ cùng thế. Tại nàng suốt ngày tị nạnh nên cả hai cùng làm, đổ ai tị ai. Cái gì vừa bay ra từ toilet vậy? Ta cũng không biết. Để ta mở thử, nếu nguy hiểm nàng chạy đi nhé. Tên hoàng thượng nhát gan kia, nếu ngươi không sợ thì hãy cùng cô vợ yếu đuối của ngươi tham gia trò chơi của ta. Ta đợi các ngươi ở bãi đất trống. Dám nói mình thế à? Vậy thì được rồi, để ta xem kẻ nào to gan vậy. Đi thôi nàng. Hello. Chào mừng các ngươi đến với trò chơi trốn tìm của ta. Ui ui, nhìn chỗ vạn kia sương sương chắc cũng phải 2 tấn. Nếu phần thi này ai giành chiến thắng thì số vàng này sẽ thuộc về người ui, đấy. Ui sợ ui. Ai? Là ai? Là ai dám to gan thách thức ta? Mau ra đây. Này này này, không ai dám thách thức anh chị đâu. Anh chị đến đây làm gì cho mất thời gian? Về đi, về. Em đừng có mà lừa anh chị nha. Không hề lừa. Đi rồi, đi đâu? Ôi trời, em mất tôi núi vàng rồi. Búp bê, có phải người thách thức ta đúng không? Nói đi. Đúng vậy, người có dám tham gia trò chơi với ta không? Người nghĩ ta sợ người chắc? Bọn ta tham gia. Được thôi, vậy thì hãy đến khu trò chơi của ta. Các người hãy xem trò chơi của ta đây. Đây chính là Skibidi Toilet. Đúng vậy, ai mà không trốn được thì sẽ bị tiêu diệt. Đi nhanh nhiều. Chạy đi mọi người. Đi con ơi. Mày đừng đuổi theo tao nữa. Nhanh đi. Đây rồi. Thế này á, mày cứ tìm tao mặt trời nha. Scary đâu rồi? Sao có mình thế này? Bà già này trốn cũng không phết nhỉ. Con bóng to như con voi thế này, nó trốn ở đây thì lộ mình hết. Cái gì đây? Răng, trời ơi, không biết ở đâu mà có con răng to thế hả trời. Đến rồi. Tránh xa tao ra. Khoan đã, đừng bắn vội. Cả bà này nữa này. Ôi sợ ơi, con ốc kia, mày chết thì chết một mình đi, mày lôi theo tao làm gì? Không, đã tao chết có là mày rồi, mày thả cho tao đi. Quỷ thả tao ra. Chắc ở đây nó không tìm thấy đâu nàng à. Tức không nói được gì là đúng rồi.
Thế là đã có cách đối phó bọn chúng rồi. Nàng chọn đi. Thiếp lấy cái này. Đây. Đi. Đi. Skibidi toilet. Thôi.
mái quá. Có tiếng gì lạnh canh vậy? Đừng có dọa mình mà. Quạt gió lại bị hỏng rồi, phải bảo anh Hoàng sửa mới được. Lại tiếng gì nữa đây? Này, mình phải nói ra lẽ mới được. Tâm đi đâu mà lâu thế nhờ? Tâm, hôm nay nàng lại cho ta tiền à? Cho cái gì mà cho? Chàng giấu quỷ đen làm rơi ra rồi đấy. Có phải chàng còn giấu quỷ đen ở nhiều chỗ nữa không hả? Không, ta không có, không có. Ta về mà thấy thì chàng biết đây. Kìa, Tâm đây. Có quỷ đen để giấu luôn á? Làm gì có mà giấu với chả giếm gì. Vớ va vớ vẩn gõ thì nhận luôn đi. Em ơi, quỷ đen. Sao tự nhiên lạnh thế nhờ? Lạnh quá. Con à, chúng ta sắp vào rồi đấy. Hoàng thượng và giấu quỷ đen có mặt ối rồi ôi luôn. Tiền là tiền nhiều khi không có làm mà anh ơi, lỡ bị phát hiện thì sao? Ôi giời, em không phải lo. Quỷ trang như thế này, chúng mà phát hiện ra được, mình không nhận thì làm gì nữa. Tiền đi. Bạn ơi. Em ơi, em nhìn kìa. Camera kìa. Ôi em ơi. Trời ơi. Anh. Hả? Camera làm gì? Hả? Em rút điện từ lâu rồi. Ôi, em hay thế nhờ. Thế thì đeo cái này làm gì cho vướng. Đi đi đi, đi tìm. Đây. Chúng nó ngủ say rồi. Hành động thôi. Nhanh. Đừng dễ sợ. Toàn dầu gỗ của cô Tắm. Tìm cái khác đi. Chẳng thấy vàng đâu, toàn quần áo. Em ơi, tìm tiếp. Hết dầu gội đầu, lại quần áo. Cái gì mà cười một mình đấy? Lúc sáng, Tắm nó nhặt được quỷ đen của thằng Hoàng trong nhà vệ sinh. Bây giờ chúng ta vào trong đấy thì kiểu gì cũng có. Ôi dạ, anh quên mất đấy. Đi nhanh lên. Nhà vệ sinh đây rồi. Em chắc chắn kiểu gì cũng có tiền của thằng Hoàng. Triển khai luôn chứ cũng gì hơn. Ủa.
ở trong nhà vệ sinh đi. Mà cái gì, dẫn cô đi xem nào. Đi, nhanh lên, nhanh lên. Hả? Sao tôi đã, chắc là dưỡng với dì hoa mắt thôi, chứ làm gì có gì. Cô ổn mà, tao chắc chắn mà. Tấm, cô không đi, đi với dưỡng xem. Đi, đi nhanh lên đi. Đi theo dì. Tấm, đừng mà mọi người, đừng. Thôi toàn rồi. Mọi người đợi con. Đó, mày vào đi. Kia kìa, vừa nãy ở trong ốc đó đó. Đâu? Vừa nãy có đây. Ý, con có thấy ai đâu, hai người cứ đùa. Đúng vậy, đúng rồi đó, làm gì có gì đâu. Hai người già rồi nên lẫn đó. Ây ôi, nhưng mà mọi người ra ngoài đi, con đau bụng quá. Đi đi. Có bà đấy. Đi đi, nhanh lên. May quá không ai để ý. Kinh vãi, đúng là tiền của mình. Ra. Ma, có ma. Cái gì? Anh ơi, có ma thật đi. Ma đâu? Ma, con chạy đi. Trời ơi, ma. Ôi giời ơi. Nó đâu rồi? Nhìn kỹ vào, thấy chưa? Ôi, ta đã bảo mày rồi. Có ma thật mà mày không tin. Đúng. Bây giờ sáng hát đây chưa? Ta là ma toilet. Sao các ngươi lại sợ ta vậy? Ta chỉ muốn chơi với các ngươi thôi mà. Là sao? Là sao? Ê, không chơi với nó đi nha. Anh tao đi về đây. Ở đó mà chơi đi nha. Về đây. Ơ, các ngươi không chơi với ta nữa à? Thế thì ta phải đi theo. Tấp, xem ta đi. Tấp, nàng thấy đẳng cấp của ta chưa? Cái gì vậy trời? Không làm mà cũng có ăn này. Ơ kìa, cái này là cục thuốc. Cái này nó rơi vào mặt ta mà. Này, được lắm. Nóng như cây lò. Nóng như cây lò. Sao càng ngày càng nóng vậy trời? Tấm, trả lại cho ta. Tấm. Lục. Gì? Nhãn của một con mà. Sao vậy là ăn ngon lành thế? Nhãn vào tay ai là của người đó. Gì? Vậy là người lớn mà đi xem đồ ăn của bọn con. Gì có biết ngại à? Đúng rồi đó. Chị nghe câu, lớn phải nhường bé chưa? Trả cho bọn con đi. Mày nói cái gì đây? Tao biết rồi nha. Gì? Này, trả bọn con. Anh Hoàng ơi, đòi lại công bằng cho Thi. Tâm, được. Gì? Gì hơi quá đáng rồi đây. Đi theo ta. Đi. Lẹ lên. Con lỗ này.
Cho tao về. Đứng lại. Em đứng luôn. Wednesday, cô bắt bọn ta về đây để làm gì? Bắt các ngươi về để ăn thịt chứ còn làm gì nữa. Hả? Lão già chết tiệt kia, mau đến cứu bà đi. Bà sắp bị hấp xả rồi. Bị hấp xả rồi. Cái gì đây? Chẳng phải đây là tiếng của voi con bé nhỏ sao? Thôi xong rồi, lại gặp chuyện gì rồi? Anh ơi, anh tha cho bọn em. Em sẽ cho anh tiền, bao tiền em cũng có. Tiền á? À? Chủ nhân ta đầy tiền, quan trọng là chủ nhân ta vui, thế thôi.